Mai Phương rạng rỡ, hội ngộ dàn sao Việt khủng ở đám cưới. Sau vài tháng chữa bệnh thì giờ đây nữ diễn viên có thể di chuyển nhiều hơn và thỉnh thoảng tham dự các sự kiện cùng anh chị em nghệ sĩ. Mới đây trên trang cá nhân, bà Mai gạo nếp gạo tẻ vừa đăng tải hàng loạt khoảnh khắc hào hứng của các nghệ sĩ khi có dịp cùng nhau tụ họp tại đám cưới của người thân. Cụ thể, nữ nghệ sĩ Hồng Vân chia sẻ, chúc anh Tài và Phương Thảo trăm năm hạnh phúc, chứng kiến con từ lúc nhỏ xíu, ốm yếu luôn bị xí ngầu ăn hiếp và mét cô Vân vừa khóc nhè thương lắm. Vậy đó mới đây thôi mà nay đã trưởng thành thế này, nhanh quá con nhỉ. Cô, con và ba má con đã đồng hành với nhau gần 20 năm rồi đó, mong gia đình con lúc nào cũng hạnh phúc và đầm ấm như vậy con nhé. Mai Phương tươi tắn gặp gỡ lại đàn chị Hồng Vân ở tiệc cưới. Đây là ngày vui của cặp đôi có mối quan hệ khá thân thiết với các nghệ sĩ. Chính lẽ đó mà có rất nhiều tên tuổi gạo cội của làng giải trí Việt như Minh Nhí, Trịnh Kim Chi, Long Nhật, Hòa Hiệp, Bá Thắng đều dành thời gian đến tham dự. Những ngày cuối năm, các nghệ sĩ đều bận rộn với các dự án cần hoàn tất. Tuy nhiên, họ vẫn thu xếp để được tụ họp trong những dịp đặc biệt như thế này. Đây cũng là khoảng thời gian hiếm hoi mà họ có thể nói cười bên nhau. Đặc biệt, Mai Phương luôn nở nụ cười tươi tắn, không được đứng trên sân khấu thường xuyên, nên việc có cơ hội gặp đồng nghiệp như thế này làm cô rất hào hứng. Vào giữa tháng 8 2018 vừa qua, thông tin nữ diễn viên Mai Phương mắc bệnh ung thư phổi xuất hiện khắp các diễn đàn. Theo đó, từng hình ảnh, diễn biến bệnh tình đều được cập nhật thường xuyên và thu hút sự chú ý của khán giả khắp nơi. Đến hiện tại, sau hơn 4 tháng điều trị, thì cô tiếp nhận thuốc tốt nên không cần phải sử dụng đến phương pháp xạ trị. Hiện tại, tất cả mọi việc từ cách ăn uống, di chuyển, thời tiết, tập thể thao, Mai Phương đều nghe theo ý kiến của bác sĩ. Bởi lẽ cô vẫn chưa thể khỏe hẳn và vẫn duy trì việc chữa bệnh theo pháp đồ điều trị mà bác sĩ đưa ra. Tuy nhiên, điều khán giả thấy được và dành sự ngưỡng mộ ở cô chính là sự vui vẻ lạc quan đã đối diện với căn bệnh quái ác.